Hello các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh YouTube của An LA. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại với huyền thoại xăng cơ, đam mê của rất là nhiều bạn trẻ ở đây. Đó chính là chiếc Exciter 135 4 số và côn tự động. Hôm nay là xe 4 số côn tự động ha. Những cái xe mà anh đã từng làm thì có những cấu hình là 57 full 57 nè, rồi 57 lòng zin nè, rồi có 65 zin zin nè, và còn một cấu hình nữa mà nghe thiếu thiếu đúng không? Đó là full 62 zin zin BRT. Mà nhận xe thì nó không phải len ken như thế này đâu. Đây các bạn đi xung quanh các bạn thấy là cái xe này nhìn cũng còn được đúng không? Liền lạc đúng không? Dàn áo nè, rồi các chi tiết về dàn chân nè, rồi lốc bên mâm lửa nè, rồi gác chân sau nè, gác chân trước cao su, gác chân đồ ha. Nè, tem nè, những chi tiết như là tay nắm sau nè. Rồi dè nè, ổ khóa nè. Đây ổ khóa 6 cạnh luôn ha. Rồi về phần bàn thờ ở trên nè, kiến da dép nè, mọi thứ đều rất là len ken và mới mẻ đúng không? Nhưng mà lúc mình nhận xe là hoàn toàn khác. Nó là một chiếc xe nát, cực nát. Nát còn hơn chữ nát nữa, nát từ trong cái phần máy cho tới cái phần ở về ngoài. Đây mình xem mấy cái đồ ở trong đây mới thấy nó nát, nó phải thay thế nhiều như thế nào. Lòng trái lên 62 thay lòng trái thì không nói rồi ha. Bạc đạn dên nè. Rồi bình xăng này là lúc trước là có đi 57 hay gì đó không quan trọng. Nè, cái cốt gắn nhông nè, mòn còn nửa cây nè ha, gắn vô lại sụp xịt. Này là mình phải tháo ra thay cái bộ mới nè. Rồi xe zin. Rồi cái này là mình, cái này là cái vòi dưới cái bình xăng. Thì mình nó thay cái vòi CNC, tức là nó chảy tự do, nó không cần phải nổ máy lên mới chảy. Cái này là khi mà lên cấu hình lớn thì mình cũng thay ống xăng lớn nè, lọc xăng lớn hơn. Đây, đế nồi nè. Đế nồi mòn rồi. Rồi có hàng gì trong đây nó không biết. Bỏ hết thay thế rất là nhiều. Nè, máy ốc linh tinh nè. Xe này gắn ốc tào lao rất là nhiều. Ốc ngắn, ốc dài, ốc tuôn, răng, đồ đủ thứ. Rồi thậm chí cái bông sau này cũng thay luôn. Cặp cò cũng tả luôn. Quạt cũng hư luôn. Này quạt là mình đã thay cái quạt khác rồi ha. Đó, còn đây là cái gắp nè. Cái gắp như mình nhiều lần mình nói với các bạn là nó bị mục ở phần này nè. Đó, mục rất là nát, đi có ngày là gãy cái chân phục dưới là nó sập bánh xe luôn. Rồi gác chân giữa nè, ốc ở dưới nó tuôn nè, tuôn mà bây giờ ngóc nó không mở được, nó xúc nó dính vô đây luôn. Trời ơi, chế cháo gì đây, quấn nhôm, quấn kẽm gì đây. Dây dầu là bữa bạn đi cái dây dầu gì dài lòng thòng đưa ra ngoài, để đi muốn quẹt cái này là chắc ngã xe luôn quá. Thay dây dầu zin nè ha. Rồi cần thắng cũng thay nè. Này là cong cong quẹo quẹo hết trơn rồi. Rồi còn cuối cùng là dàn áo thôi. Toàn bộ dàn áo nằm trong đây. Và cái gắp sau này, gắp sau này là anh đã thay thế một cái gắp mới hoàn toàn. Những chiếc xe 135 4 số 5 số thường bị một cái lỗi, tức là nó bị mục ở cái chân của cái chân phục sau như thế này. Thì xe đi quá lâu rồi. Audio hiện tại trên đồng hồ hiện là 80.000, nhưng mà chắc là hơn đó. Thì cái phần này của xe zin của bạn đã mục, nên là mình đã thay thế nguyên gắp mới cho bạn ha. Này là sơn rồi bô sơn lại. Còn phục trước cũng vậy luôn. Phục trước là sơn lại nè, phục hồi và hạ hai phân. Hạ hai phân thì nhìn ở góc ngang nó sẽ như thế này. Nó rất là sát, và khi mình ngồi á, khi mình ngồi lên xe thấy rất là thấp, cái xe nó rất là ngầu. Còn về phần máy 62 zin zin á, bây giờ anh sẽ đề thử cho bạn nghe ha. Cái xe này là quạt được câu thẳng trực tiếp, nên là mỗi lần anh bật chìa khóa lên nó rung 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 cái xe luôn, kêu è trong đây.
hoặc 62 viên viên đề lên sẽ như thế này. À, các bạn nghe thử ha, ăn bịt bộ lại nha. Hiện tại ở đây chỉ có tiếng bình xăng ga dẹp 30mm thôi. Và tiếng bô lại thì chỉ có tiếng đó. Xe này bạn đi cái Oppo hơi sai, Oppo này là của Jupiter hay gì á. Ok, khá lệ máy ha. Đây, đít bô là 34mm, đường kính trong là 32. Và móc thông 51, cổ bô là 32mm. Và chiếc xe này sử dụng cấu hình 62 zin zin quen thuộc. Đó là sử dụng đầu zin làm lên nè. Rồi bụng là có chạy máy hai tay. À, tay 4 số Uma ha, nồi thì làm lại kiền chuông. Rồi cam là mẫu cam BRT R43, lồng BRT lồng kiến 62. Đây, tắt đề lại thử lần nữa ha. Rất là dễ đề. Bấm một phát là lên, lên ngay và luôn, không cần phải chờ đợi hay là phải lên ga gì hết. Nè, chân lồng kiến này lấp ló trong đây là chữ BRT. Cái dàn áo này nó kín ghê á, mình không thấy được cái lồng kiến trong đây luôn. Chiếc xe này mình review là mình phải thay thế rất là nhiều những cái chi tiết hao mòn. Thậm chí là cái cốt số trong đây nè, cái cốt mà gắn nhông á, thường những chiếc xe mà đưa tới mình làm 62 hay là 65 gì đó, chứ bao giờ mà mình thay cốt ở trong này. Chiếc xe này nó cũ tới nỗi mà cái cốt nó mòn còn nửa cây à, gắn cái nhông vô là nó sụp sịch. Nên là mình phải thay cốt nè. Xong rồi lốc giữa, rồi lốc hai bên là mình phải đóng sơ mi hàng chục con ốc. Tức là những ốc này nè, những ốc mà bắt lốc bên mâm lửa nè. Bên nồi cũng vậy, rồi thậm chí là cái hai cái lốc giữa gắn lại với nhau, mình cũng phải đóng sơ mi rất là nhiều con ốc. Rồi gắp sau thì một phải thay thế nè. Nói chung là xe này rất là tả. Nhưng mà vì sao mà bạn chịu mua một cái xe cũ mà tả như vậy? Tại vì cái biển số xe của xe này là trùng với năm sinh của bạn, nên là bạn mua cho bằng được. Đam mê quá mà. Đam mê 4 số, bây giờ về dọn thêm một đống tiền luôn. Dọn cả phần máy và cả phần ngoài. Nhưng mà phần ngoài ở đây mình chọn dọn chỉ ở mức độ thôi. Tức là một số chi tiết các bạn nhìn vẫn thấy chưa được mắt đúng không? Nè, những cái này là cũ nè. Cái này cũng cũ nè. Rồi cái cao su gác chân sau cũng cũ, không có sơn phết lại gì. Nè, ốc gấp sau nè, dàn ốc ở đây là mình không có xi lại, không có làm gì hết. Những chi tiết ốc dàn áo thì mình có thay, nhưng mà những ốc này á thì mình vẫn để nguyên. Rồi nói chung là tầm kinh tế có hạn, cặp bánh cũng để nguyên, cùm cũng để nguyên luôn nè. Dàn chân dưới là mình không có thay thế, dĩa theo xe nè, rồi bánh căm này cũng xét hết rồi. Nhưng mà nhìn tổng thể, nhìn xa xa thì thấy cái xe này nhìn vẫn liền lạc. Đó, nhìn tưởng xe len keng xe ben đúng không? Nhưng mà vô tới gần thì mới thấy nó hơi ghê ghê. Đây, máy này là mình không có xi hết, mình để nguyên. Ở trong thì mình có rửa sạch sẽ, có sơn sườn lại nha. Xe này có sơn sườn lại nha. Tại vì đi thời gian dài rồi mình cũng sợ nó mục, nên là sơn sườn lại. Nói chung thì cái xe này An làm cũng chỉ ở mức độ thôi. Tầm khoảng đánh giá khoảng 80% về độ hoàn thiện thôi. Từ phần máy cho tới phần ngoài. Đảm bảo là cái xe nó chỉnh chu về cái dàn chân nè. Thắng trước thắng sau an toàn nè. Rồi điện đèn còi đầy đủ nè. Và dĩ nhiên là lúc bạn nhận xe là tất cả mọi thứ đều tắt hết. Không có điện đèn còi, không có công tơ mét này, cũng không có báo xăng này luôn. Bây giờ fit lại cho nó nghiêm túc hơn một tí xíu để đảm bảo là cái xe nó giống như bình thường và mình không có bị gặp trục trặc linh tinh. Và xe cô tự động ngồi chạy rất là thoải mái, cấu hình 62 zin zin, cùm tăng Uma nè, đi đèn số 4 như thế này, rất là đều ga, không có hộp có lụp bụp gì đâu, chỉ có tiếng cạch ở bình xăng thôi. Đi chậm thì nó vẫn có tiếng là cạch ha. Và con cái đối với cái nồi mà kiền chuông như thế này á, thì đi chậm thì các bạn sẽ nghe một tiếng hú nhẹ ở trong cái phần bên đây phát ra.
Dĩ nhiên là đi chậm như thế này thôi, còn đi nhanh thì cũng chẳng nghe gì đâu. Số má cũng về thoải mái, lên số xuống số nhẹ nhàng. Và dĩ nhiên là độ nặng của cần số cũng ở mức vừa phải thôi, êm chân để sử dụng. À, xi nhan có đầy đủ ha, điện đèn còi. Một chiếc xe cũng chắc khoảng mười mấy năm tuổi. Và lúc nào cũng vậy, thì cái phần test drive 135 4 số thì các bạn rất là hào hứng. Nên là chiều nay anh cũng ra đi một vòng. Hôm bữa test 65 Vin con tự động thì nó cái xe nó trâu hơn xe này nhiều, bánh nhỏ hơn nữa. Xe này thì bạn vẫn đi cái bánh cam Vin trước đó, rồi vỏ cũng là vỏ cũ hôm bữa luôn, là đang đi vỏ Maxxis bánh trước 2.0 2.0 hình như 2.25, bánh sau là 2.75. Xe này dọn hơi lâu, bữa giờ cũng 2-3 tuần. Ôi, từ. À, những chiếc xe như thế này á, lên khoảng cấu hình 62, 65 á, thậm chí là 57, mình rất là thích đề ba từ những khoảng số 1 và số 2. Tức là số 1 của số 2 của nó khá là dài, mình đề lên là vừa có cái gia tốc mà vừa có cái tốc độ ở cuối. Cái chuyện mà đồng hồ này ảo thôi kệ, bỏ qua ha, này là mặc định rồi, mình cũng không quan tâm. Chủ yếu là cái cảm giác khi mình chạy, ga có mượt mà có hợp gì hay không, rồi âm thanh tiếng bô đồ. Chân này là đã hạ xuống 2 phân nè, hạ xuống 2 phân phuộc nè, phuộc sau vẫn là phuộc cũ theo xe, nên là cũng chưa thực sự ok về phần phuộc sau đâu. Phần trước thì tạm được, do là vẫn còn đi cái vỏ cũ nên là mình thấy nó hơi chao chao. Vỏ nó cũng tả lắm rồi. Khi mà gắn lên xăng cơ á, có điều chỉnh lại góc cam tí xíu, nhưng mà vẫn cho mình có cảm giác. Hiện tại là những khoảng ga đầu như thế này thì chưa phát hiện một cái khoảng hộp nào, nhưng mà test từ sáng tới giờ, nói chung có chạy vài vòng, có thử thì xe này có một khoảng hộp, có khoảng 7.000 vòng, lúc đó là vút qua luôn.
bốn số mà máy lên trái một chút xíu như thế này thì anh là thích đi trong phố hơn. Tại vì đa số là các bạn sẽ đi giật giật ở những khoảng ga đầu. Còn ga cuối của xe này hết bao giờ chạy lắm. Xe này chừng 120 đồng hồ là anh buông rồi, đâu dám chạy nhiều đâu. Có tháng trước là chưa thực sự ăn lắm nè, nên là chạy cũng hơi dè chừng. Khi mà từ những khoảng số 2, số 3 mà đề lên. Và bạn có cảm giác nếu mà mình không để hai ngón tay ghiền như tháng trước lại là đi rất là nguy hiểm, rất là sợ. Hiện tại là tháng trước nó không có ăn. Dạng chân này cần phải gia cố lại tí xíu nữa, chỉnh lại phần vỏ xe, bánh xe, thắng xe, ba phần đó nữa là mình mới yên tâm hơn, chứ như thế này thì chạy ghê quá. Và sau rất là nhiều lần test xe, rất là nhiều lần chạy những chiếc xe 35 4 số như thế này thì mình thấy có vẻ 62 dinh viên là hợp. Nó vừa hợp về cái độ êm nè, độ ổn định nè, độ rung của cái xe, của cái máy nè. Rồi về âm thanh cũng vừa phải, nồi nó cũng gọi là đỡ bị hành hơn, độ hao xăng. Và nó hợp cái cấu hình này, cái sức mạnh nó đủ dùng rồi. Chứ còn 65 nhân viên thì ghê quá. Còn 57 thì nó lại chưa đủ phê ở gia tốc. Ở những khoảng ga rất là ngắn thôi là cũng gần 100 đồng hồ xe này rồi. Là chạy đều số 4 á. Thank you.
nãy giờ mình đang cố tình kéo thật nhanh để qua cái khoảng hộp luôn. Thật ra là nó có đó. Tổng kết lại thì cái xe này với cái tầm chi phí cũng vừa phải thôi. Tại vì bạn quá đam mê nên là bạn mua cái biển số nó hợp với nó đúng với ngày sinh. Nhưng mà cái là cái xe này nó hơi nát nên là bạn tốn khá là nhiều chi phí để mà bảo trì thay thế những cái chi tiết mà hao mòn. Tốn nhiều là tốn ở phần hao mòn đó thôi. Chứ mà nếu mà các bạn mua những cái xe mà nó còn được á thì dọn lại cũng không đến nổi đâu. Tăng tốc ngắn gọn thôi, ngắn gọn nhưng mà cũng khá là ngọt ngào. Rồi, cái xe này test tới đây thôi nha. Chưa đạt điều kiện về an toàn nên là mình chỉ test ngắn thôi ha. Rất cảm ơn chủ xe là bạn Minh Tân. Bạn Minh Tân cũng xem cái YouTube của mình khá là nhiều và đặt niềm tin ở ANA nên là giao cho mình để review lại 85% cái xe này. Lần kế tiếp thì bạn sẽ hẹn lại để hồi sinh máu lại, xong rồi bạn qua sẽ gia cố dàn chân nhiều hơn về thắng nè, về mâm xe, về vỏ xe, thiếu sót mấy phần đó nữa thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha, hẹn lại các bạn ở clip sau. Rồi các bạn nha.